Cô chào các em. Chào mừng các em đến với bài học tin học lớp 10 của trường Trung học phổ thông Khoái Châu. Như các em đã biết, trong thực tế có rất nhiều thông tin được thể hiện dưới dạng bảng biểu, ví dụ như thời khóa biểu hay bảng kết quả học tập của một học sinh nào đó. Hoặc chúng ta gặp những cái trang văn bản có cả nội dung chữ và nội dung bảng biểu. Vậy, để làm việc với bảng biểu, chúng ta thực hiện nó như thế nào? Cô mời các em cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Bài 19, tiết 53, tạo bảng và làm việc với bảng. Bài 19 có hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất, tạo bảng. Nội dung thứ hai, các thao tác với bảng. Chúng ta cùng đi tìm hiểu nội dung 1, tạo bảng. A nhỏ, cách tạo bảng. Để tạo một bảng, các em đặt con trỏ chuột vào trang cái nơi mà mình muốn tạo bảng. Sau đó, chọn thẻ Insert, chọn nút Table của nhóm Table. Chọn một trong các cách tạo bảng như sau. Cách 1. Các em dê chuột trái và kéo xuống dưới sang phải để chọn số hàng, số cột cần tạo. Và cuối cùng là nhấn chuột trái tại vị trí đó. Ví dụ, như các em muốn tạo một bảng gồm 7 cột, 6 hàng thì chúng ta sẽ dê chuột, chọn 7 cột, 6 hàng và nhấn chuột tại đây. Cách thứ hai, các em nhấn chọn mục Insert Table. Đây là mục Insert Table. Xuất hiện hộp thoại Insert Table. Và chúng ta sẽ chọn nhập số cột trong bảng cần tạo trong ô Number of Column. Nhập số hàng trong bảng cần tạo trong ô Number of Row. Và cuối cùng là chúng ta nhấn vào nút lệnh OK. Sau đây, cô giáo sẽ làm mẫu trên Word cho chúng ta xem. Để tạo một bảng, cách thứ nhất, đầu tiên là chúng ta nhấn chuột tại nơi cần tạo bảng. Chọn thẻ Insert, chọn nút lệnh Table. Các em nhấn vào Table. Cách 1, cô giáo sẽ kéo chuột vào ô cần 7 cột 6 hàng, nhấn chuột. Vậy là cô giáo đã tạo được một bảng. Cách thứ hai, Insert Table. Chọn Insert Table. Các em nhập số cột trong ô Number of Column. Ví dụ 7 cột. Number of Row, chúng ta nhập 6 dòng và OK. Vậy các em đã tạo được một bảng như mong muốn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung tiếp theo của bài học. B, chọn thành phần của bảng. Cách 1, chúng ta sử dụng lệnh nhấn chuột vào vị trí cần chọn. Vào Table Tool, chọn thẻ Layout, nhấn nút Select. Khi nhấn nút Select, các em sẽ có các lựa chọn như Select Cell, Select Column, Select Row hoặc Select Table. Cách thứ hai, chúng ta sử dụng chuột để chọn một thành phần của bảng. Ví dụ như chọn một ô, chúng ta đưa chuột sang lề trái của ô đó và nhấn chuột. Chọn một hàng, chúng ta đưa chuột sang lề trái của hàng, nhấn chuột. Và chọn cột, thì chúng ta đưa con trỏ chuột lên phía trên. Khi xuất hiện mũi tên màu đen, chúng ta nhấn chọn. Đối với chọn một bảng, thì các em đưa chuột lên góc trên phía trái có nút mũi tên 4 chiều, chúng ta nhấn vào đó là chọn cả bảng. Sau đây, cô giáo sẽ làm mẫu trên Word để các bạn cùng quan sát. Với cách làm thứ nhất, cô dùng lệnh để chọn. Đầu tiên, các em đặt chuột tại vị trí cần chọn. Ví dụ như cô muốn chọn cái ô ngữ văn này chẳng hạn. Nhấn chuột, sau đó chọn
thẻ Table Tool, chọn lệnh Layout và chúng ta có di ra chọn lệnh Select. Trong lệnh Select, các em muốn chọn một ô thì nhấn Select Cell. Vậy các em quan sát, ô ngữ văn đã được chọn. Bây giờ cô giáo chọn một hàng trong cái vị trí ô hóa học mà cô giáo đang chọn. Layout, Select và cô chọn Scenic Ground là chọn một hàng. Thế còn chọn một cột thì Select, chọn Select Column. Đây cô giáo làm lại. Select, chọn Select Column. Đã chọn được một cột. Còn chọn cả bảng thì chúng ta chỉ việc chọn Layout, Select Table là chọn cả bảng. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai, chúng ta sử dụng chuột. Để chọn một ô, đưa chuột sang lề trái của ô đó, nhấn chuột. Vậy là đã chọn được một ô. Chọn một cột, chúng ta đưa chuột lên lề trên, mũi tên đen, nhấn chuột. Chọn một hàng, chúng ta đưa chuột ra lề trái, nhấn chuột. Vậy là chúng ta chọn được một hàng. Còn chọn một bảng, các em quan sát, có nút mũi tên 4 chiều, chúng ta chỉ việc nhấn chuột vào mũi tên 4 chiều này là toàn bộ nội dung bảng sẽ được chọn. Thông thường, trong thực tế thì đa phần người sử dụng sẽ dùng cách thứ hai là nhiều vì nó đơn giản và tiện lợi. Các em quan sát một cái hình ảnh là một trang bảng biểu thể hiện thời khóa biểu. Khi quan sát cái trang này, các em có nhận xét gì về độ rộng của cột tiết, cột thứ? À, các em thấy cột tiết có kích thước nhỏ hơn so với các cột còn lại, còn dòng thứ lại có kích thước lớn hơn so với các dòng còn lại. Vậy làm thế nào để thay đổi được kích thước của hàng và cột trong bảng? Cô mời chúng ta tìm hiểu nội dung tiếp theo của bài học. C. Thay đổi kích thước của cột hay hàng. Cách thứ nhất, đưa trỏ chuột vào biên của cột hay hàng. Khi con trỏ chuột có dạng mũi tên 2 chiều, thì chúng ta giữ chuột trái, kéo và thả chuột để được kích thước như mong muốn. Cách thứ hai, dùng chuột để kéo thả các cái nút lệnh trên thanh thước ngang hoặc là thanh thước dọc. Sau đây, cô giáo sẽ làm mẫu trên Word. Cô sẽ thay đổi kích thước của cột tiếp theo cách thứ nhất. Đó là đưa chuột vào cái đường biên của cột, xuất hiện mũi tên 2 chiều, nhấn chuột, kéo thả theo kích thước mà mình mong muốn, nhả chuột. Vậy là cô giáo đã thu hẹp được cái cột tiết giống như cái bảng mẫu này. Bây giờ cô giáo sẽ làm cách thứ hai, thay đổi kích thước của hàng thứ có độ rộng như bảng mẫu. Và cô giáo sẽ sử dụng thanh thước, nhấn chọn cái hàng cần thay đổi. Các em quan sát, ở thanh thước dọc có cái vị trí thể hiện kích thước của cái dòng mà mình đang chọn, nhấn chuột, kéo xuống. Vậy là chúng ta đã thay đổi được kích thước của dòng. Tiếp tục bài học, chúng ta sang nội dung 2, các thao tác đối với bảng. A. Chèn thêm hoặc xóa ô, hàng và cột. Xóa ô, hàng hay cột. Đầu tiên, chọn ô, hàng hay cột sẽ xóa. Vào Table Tool, chọn thẻ Layout và nhấn nút lệnh Delete. Các em quan sát, khi nhấn vào nút lệnh Delete sẽ có các lựa chọn Delete Cell, Delete Column, Delete Row và Delete Table. Trong cái lựa chọn xóa ô, Delete Cell thì Word sẽ cho ta một
bảng chọn với các cái lựa chọn như xóa một ô và các ô ở phía trái. Tiến vào, xóa một ô và các ô ở phía dưới được đẩy lên, hoặc xóa một dòng chứa cái ô mình đang chọn, xóa một cột chứa cái ô mình đang chọn. Sau đây, cô giáo sẽ làm mẫu để các em quan sát. Bảng mẫu của chúng ta sẽ xóa một ô, sau đó dữ liệu còn lại sẽ được đẩy về phía trái. Vậy chúng ta thấy ô nào bị xóa nhỉ? À, ô công nghệ bị xóa. Chúng ta sẽ chọn ô công nghệ, nhấn chuột tại ô công nghệ. Chúng ta chọn thẻ layout, chọn delete và chọn delete cell. Và lúc này chúng ta sẽ lựa chọn Shift Select. Ok, vậy là đã xóa được ô giống như bảng mẫu. Với bảng mẫu thứ hai, các em thấy bảng này bị xóa đi mất cột thứ tư. Bây giờ chúng ta sẽ làm xem xóa cột thứ tư như thế nào. Nhấn chọn ô có cột thứ tư, vào Layout, chọn Delete và các bạn chọn Delete Column. Vậy là cột thứ tư đã bị xóa. Nội dung tiếp theo, chèn thêm ô, hàng hay cột. Chọn ô, hàng hay cột nằm bên cạnh ô, hàng hay cột cần chèn. Vào Table Tool, chọn thẻ Layout, chọn nhóm Row and Column. Trong nhóm Row and Column có các nút lệnh Insert Above, Insert Below, Insert Left và Insert Right. Các em muốn chèn thêm một ô thì chúng ta sẽ nhấn chuột vào góc phải phía dưới. Word sẽ cho các em một cái lựa chọn, đó là Insert Cell. Chúng ta sẽ chọn chèn một ô và các ô còn lại đẩy sang phải. Chèn thêm một ô và các ô còn lại sẽ đẩy xuống dưới. Và chèn thêm một dòng chứa ô đó, chèn thêm một cột chứa ô đó. Sau đây, cô giáo sẽ làm mẫu trên Word. Đầu tiên, cô giáo sẽ chèn thêm một cột giống như bảng mẫu. Bảng mẫu của chúng ta là có cột thứ tư, nhưng trên bảng ban đầu là không có. Vậy cô giáo sẽ đặt chuột tại ô cần chèn. Sau đó vào Layout, chọn tab Row and Column. Lúc này thứ tư nó sẽ nằm bên trái của cột thứ năm, do đó cô sẽ chọn Insert Left. Vậy cô giáo đã thêm được một cột thứ tư và chúng ta chỉ việc nhập dữ liệu vào. Vậy nếu như các em đặt chuột ở cột thứ ba thì chúng ta sẽ nhấn chọn không phải Insert Left nữa, mà chúng ta sẽ chọn là Insert Right. Do đó, tùy từng vị trí chúng ta đặt chuột ban đầu mà chúng ta sẽ lựa chọn lệnh cho nó tương ứng phù hợp. Chúng ta sang nội dung tiếp theo, tách một ô thành nhiều ô. Đầu tiên, chọn ô cần tách. Nhấn vào Table Tool, chọn thẻ Layout, chọn nhóm Measure và chọn Split Cell. Xuất hiện hộp thoại. Các em nhập số cột, số hàng cần tách và nhấn OK. Ví dụ như nhập 2 cột, 1 hàng thì chúng ta sẽ thu được kết quả. Cái ô đó được tách ra thành 2 ô. Cô giáo sẽ làm mẫu cái nội dung tách ô trên Word. Các em quan sát văn bản mẫu.
Ô hệ số 1 sẽ được tách ra thành hai ô. Chọn ô hệ số 1 vào Table Tool, thẻ Layout. Và chúng ta làm việc với cái vùng Measure, chọn Split Cell. Lúc này nhập số cột và số hàng, hai cột và một hàng. Ok. Vậy cái ô hệ số 1 đã được tách giống như cái bảng mẫu này. Ô hệ số 2 các em làm tương tự. Nội dung tiếp theo, gộp nhiều ô thành một ô. Chọn các ô cần gộp. Nhấn vào Tool, chọn Layout và nhóm Measure, chúng ta chọn Measure Cell. Sau khi nhấn vào Measure Cell thì chúng ta sẽ thu được kết quả. Sau đây, cô giáo sẽ làm mẫu để các em quan sát. Chúng ta sẽ trộn ô giống như bảng mẫu, đó là trộn hai ô của hệ số 1. Chọn số ô cần trộn vào Layout và chúng ta chọn Measure Cell. Vậy các em đã thấy hai ô trong hệ số 1 cô giáo đã chọn. Bây giờ đến ô tiếp theo, trung bình kiểm tra, trung bình bài kiểm tra, chúng ta chọn số ô và thẻ Layout và nhấn Measure Cell. Vô cùng đơn giản đúng không? Chúng ta đi nội dung tiếp theo. Các em quan sát một cái bảng thời khóa biểu. Các em có nhận xét gì về định dạng văn bản ở cái dòng thứ này? À, các văn bản, nội dung văn bản ở dòng thứ có rất là cân chỉnh, rất là cân ở chính giữa của cái ô. Vậy làm thế nào để căn được chính giữa như thế? Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung cuối cùng của bài D, định dạng đoạn văn bản trong ô. Cách 1, chọn một hay nhiều ô cần định dạng. Vào Table Tool, chọn thẻ Layout, chọn nhóm Alignment, chọn định dạng như mong muốn. Đây là lệnh Center, căn chính giữa, thì chúng ta sẽ thu được định dạng căn chính giữa của ô. Hoặc chúng ta thực hiện theo cách thứ hai, chọn một hay nhiều ô cần định dạng, nhấn nút phải chuột, chọn Table Properties, chọn Cell và chọn định dạng như mong muốn. Table Properties và chọn ô Cell, chọn Center là chúng ta sẽ định dạng căn giữa. Sau đây cô giáo sẽ làm mẫu, các bạn quan sát. Các em muốn định dạng văn bản trong dòng thứ này, căn ở chính giữa, thì chúng ta chọn dòng thứ vào Layout và trong cái vùng Alignment các bạn chọn vị trí cần định dạng. Ví dụ như cô giáo chọn căn giữa, vậy đã giống với căn giữa của bảng mẫu. Cách thứ hai, vẫn là chọn các nội dung cần định dạng, nháy chuột phải và các em chọn Table Properties, chọn sang Cell và chúng ta chọn định dạng Center. Ok, vậy là nội dung trong bảng của dòng thứ cũng đã được căn giữa. Đấy là thao tác định dạng ký tự trong ô của bảng. Toàn bộ nội dung bài học ngày hôm nay gồm: thứ nhất, tạo bảng; thứ hai, các thao tác với bảng. Trong mục tạo bảng thì có các cách tạo bảng, chọn thành phần của bảng, thay đổi kích thước của cột hay hàng. Khi làm việc với bảng thì bao gồm các thao tác như chèn thêm hoặc xóa ô, hàng và cột.
tách một ô thành nhiều ô, gộp nhiều ô thành một ô và định dạng văn bản trong ô. Về nhà, các bạn thực hành cho cô bài thực hành số 9, trang 127. Và một nhiệm vụ thứ hai, mỗi bạn sẽ tạo một văn bản, nội dung có bảng biểu, nộp về cho giáo viên dạy tin của mình trên lớp để lấy điểm thường xuyên, với định dạng của tên tệp, đó là tên học sinh, lớp. Và yêu cầu cụ thể của sản phẩm nộp như sau: văn bản có cả bảng, cả chữ, nội dung hấp dẫn, sinh động, 4 điểm. Bảng có sử dụng trộn ô, thay đổi kích thước ô, 3 điểm. Văn bản trong bảng có định dạng căn giữa, căn trái, căn phải, 3 điểm. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các em có thật nhiều sức khỏe và học online thật hiệu quả. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.